là lên game chặt giả để mà với cái bọn ta là bởi rừng tư sọc xài biết bên bị phố game ở phố đáy luôn. Chông, anh đi ở phố đáy luôn á. Ok, mấy ở phố đáy luôn. Mà lời tế lộ mơ mơ, mẹ rộm mới chạy giãn. Hot à. Chống. Hot chơi nhà đi quá. An thầy anh em mệt má luôn trời. Nó xe rồi em thật là bé để lâu nè skip sẵn trời chẳng hiểu tôi bảo Anna cái sao game chúng chạy già đọc hai thì ai miền đọc hai thì ai nhận thấy mi ok nhầm lệ nên là lơ ca ở kho xe ca nông bia vợ chạy mùi ra đón sao lơ ấy gọi đăng này chăng vậy ta tục bật bàn á tục bật bàn vô chụp lên lâu
trăng mà chồng này. Ồ, chả giá. Chmô bí xín A là già. Dương hai thòm đà nấy hai ta chả giá. Ở đây chẳng hiện tại nó muốn chụp lên lỡ. Chẳng vậy ta chụp lên lỡ. Thòm lên man rồi. Nói tiếng mẹ nơi ní, bên nơi ní ở đây. PC tiếp theo mọi chiêng VA chuộm VA lên chăng đa đó nè, chụp lên lỡ mày chăng vậy ta lên nhanh tí chế chụp lên. แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของแก๊งขโมยศพนะคะที่เราได้พูดกันไปตั้งแต่ต้นรายการมันแปลกแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดมาแล้วนะสาวประเทศไทยคือเวียประกายทั่วหน้าหรือจังๆเพื่อมองขมเอาอยู่Ôi phạt vô nhưng mà xe lên bán lên chẳng xa game này về là biệt nó cả đây ngọt nó game nó bạt là vậy. Thổm lên trong má lên nhanh tính kia đi chụp lên chẳng gì đâu bạn đang bán đấy, nhưng ngọt bạn là, ô bạn này, chụp lấy.